Yo, what's up và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình và lại là mình, Phong Cận TV. Còn kế bên mình chính là Sammy nào. Trời ơi, Sammy này kiếm đâu ra bộ đồ màu hồng dễ thương quá vậy ta? Dễ thương không, mới mua nè. Wow, bộ đồ này là bộ đồ con gì vậy? Con thỏ. Wow, bộ đồ đi. Bộ đồ con thỏ màu hồng mấy bạn ơi, đúng vậy. Và ngày hôm nay á, Sammy mặc đồ đẹp thế này, bỗng nhiên mình nhớ đến một cái món ăn rất là ngon các bạn ạ. Đó chính là món thịt thỏ xào lăn. Ủa cái gì vậy? Nhầm, lộn. Đó chính là món kẹo bông gòn. Kẹo bông gòn là món tuổi thơ của tôi đó. Sammy thích ăn kẹo bông gòn không? Có, nhìn tôi là biết mà. Ở đây có bạn nào tuổi thơ đã từng gọi là xin mẹ 5.000 để ra trước cổng trường mua kẹo bông gòn ăn chưa? Không biết giờ kẹo bông gòn giá nhiêu tiền ha. Trời. Chứ ngày xưa ở trên trường của Phong nha là 5.000 một cái cây kẹo bông gòn, hơi bị đắt luôn á, nên là lúc nhỏ thèm lắm nhưng mà không có tiền ăn. Chính vì như vậy cho nên bây giờ bọn mình đã lớn rồi, bọn mình đã kiếm được tiền, cho nên hôm nay tôi sẽ làm một cái kẹo bông gòn siêu to khổng lồ. Kẹo bông gòn siêu to khổng lồ làm được không đó? Được cái xong được. Và cái món kẹo bông gòn này á, rất là trùng hợp rằng là kẹo bông gòn này có trong Blend Together nha. Và ngày hôm nay tôi với Sammy sẽ tiếp tục quay trở lại với series làm những món ăn ở trong Blend Together. Thôi không nói nhiều nữa bạn ạ. Bắt đầu thôi, let's go. Rồi, ok 500 anh em. Thì bây giờ hiện tại mình đã cùng với Sammy, hai đứa mình đã vào trong game Blend Together để tìm kẹo bông gòn ở đây. Đấy, thì tôi là tôi làm cái món ăn nào á thì nó phải có trong game thì tôi mới làm ở ngoài đời thật, đúng không các bạn? Mình làm thì mình phải thật, đúng không các bạn? Đó, ok. Thì để xem coi, hình như là kẹo bông gòn nó nằm ở bên đây nè. À, đây rồi. Sammy qua đây, Bên này nè. Đây, lần trước á nha là tôi có đầu tư nguyên một cái chỗ để chúng ta có thể làm đồ ăn ở đây luôn nè. Thì đây mấy bạn xem nè, ở chỗ này mình đang có một cái máy làm kẹo bông gòn, thì chúng ta có thể nấu kẹo bông gòn từ đường nha. Chỉ với giá 5 tiền thôi, vô cùng rẻ luôn. Ok, làm nè. Đây. Xong. Đó, một cái kẹo bông gòn màu hồng. Rồi, ăn ngay. Đấy, giờ Phong được cái nè, Sam làm cái đi Sam. Đây, tôi cũng muốn làm một cái. Đây. Tính ra nha là có bạn nào lúc còn nhỏ mấy bạn thích ăn kẹo bông gòn không? Mặc dù giờ tôi lớn rồi tôi vẫn thích ăn kẹo bông gòn, chứ đừng có nói lúc còn nhỏ. Ngày xưa nha là trước cổng trường của tôi là người ta hay bán kẹo bông gòn ở phía trước cổng trường lắm, 5.000 một cái đó. Rồi, ok. Và bây giờ mình với Sammy đều đã có kẹo bông gòn ở đây. Ok, đi ăn thử kẹo bông gòn coi. Trời, tính ra kẹo bông gòn trong Blend Together nhìn nó cũng ngon quá ha. Ok. Và ngoài kẹo bông gòn ra thì ở đây bọn mình còn có thêm những cái máy, ví dụ như là máy làm kem đồ cái kiểu đó nè. Đấy, máy pha cà phê nè. Rồi ở bên này còn có nhiều những cái món mà mình chưa làm đó mấy bạn. Giống như là ở bên đây nè, có thêm cả kẹo dẻo marshmallow nè, có thêm rau củ nướng nè, đó rất là nhiều thứ luôn. Bên này hình như là có làm máy nướng bánh mì nè, rồi máy làm bánh su kem các kiểu nữa, rất là nhiều món ăn trong Blend Together và mình và Sam vẫn chưa gọi là làm luôn. Bạn nào muốn một mình làm tiếp tục cái món ăn gì ở trong game gì thì bạn đừng quên hãy comment xuống bên dưới và mình với Sammy sẽ làm trong những tập tiếp theo nha. Còn tập ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm kẹo bông gòn nha bạn. Bông gòn ngon dễ thương. Ok, được rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu thế nào. Let's go. Xin giới thiệu với anh em, đây chính là cái máy làm kẹo bông gòn của chúng ta nè. Ôi đó trời. Thấy không? Rồi thì cũng đúng thôi, làm kẹo bông gòn thì phải cần có máy làm kẹo bông gòn chứ, chẳng lẽ làm kẹo bông gòn mà cần máy xay nước mía, đúng không trời bạn? Ơi, mà nó màu hồng nó dễ thương quá vậy. Tôi là tôi biết Sammy thích màu hồng cho nên tôi mua cái gì tôi cũng mua màu hồng hết bạn, thấy không? Tinh tế không? Yeah. Ok, bây giờ cái máy này dùng sao ta? Cắm vô. Thì ai chẳng biết cắm điện vô dùng, nhưng mà giờ phải lắp nó nè, hình như là phải lắp cái này. Từ để Phong xem coi, hình như là cái này là cái này là cái đồ để bọn mình sẽ bỏ đường vào nè, cho nên là mình sẽ gắn nó vào đây như thế này. Ủa, cái này ui là nó sẽ xoay như thế này hả? Còn cái này đúng rồi, gắn vào đây đúng không? Ok, vậy là xong cái máy làm kẹo bông gòn của chúng ta nè, quá đơn giản. Để tôi cắm điện vô xem thử nha bạn nha. Ok, cắm điện vô để xem thử coi nó như thế nào. Ui nó xoay kìa. Ui nó xoay kìa. Vậy là khi chúng ta cắm cái máy vô thì ở bên trong đây nó sẽ xoay trong như thế này các bạn. Này Nobita. Nhưng mà hình như là trong lúc nó xoay á thì nó sẽ nóng lên, và khi mà nó nóng lên á thì nó sẽ tan đường ra và sau đó nó sẽ gọi là kết tủa thành bông gòn á bạn. Ok, vậy bây giờ mình phải để ui nó nóng lên nè các bạn. Bạn coi nè, nó đỏ lên nè, bạn thấy bên dưới không?
nó đỏ lên nè. Và cái nguyên liệu chính để có thể làm món kẹo bông gòn này của chúng ta đó chính là đường nha các bạn. Đó thì ở đây thì tôi có chuẩn bị cho tôi là đường mía nha các bạn. Cái này cũng là lần đầu tiên mình làm kẹo bông gòn cho nên mình cũng không biết rằng là mình có thể làm thành công được hay không, cho nên là nếu mà lỡ làm kẹo mà xấu quá thì các bạn thông cảm nha. Đó. Thì dạo này nhiều anh em thích tôi làm gọi là clip nấu ăn lắm đúng không? Nếu các bạn muốn mà tôi bọn tôi làm tiếp thì đừng quên like cái video này nha. Được 5k like nha. Đúng rồi, 5k like đi, bọn tôi sẽ làm thêm những món ăn khác cho các bạn coi. Ok. Rồi, bây giờ mình làm luôn đi ha. Cái này sẽ là những cái que để bọn mình quấn kẹo bông gòn vào nha. Bây giờ thì bọn mình sẽ đổ đường vào bên trong, hy vọng rằng là nó sẽ không văng tùm lum tùm lam thôi là kiến bù luôn. Xấu à. Nè, đổ đi nha. Ui nó văng, trời ơi, kiến cắn chết luôn á. Tại sao mày không nghĩ rằng bây giờ bọn mình tắt cái máy xong rồi mình gọi là bỏ đường vô xong đúng mình thêm bật nha. Đúng rồi, vậy đi, tôi thấy nó văng vô mồm. Chứ thấy nó văng tùm lum la tới nữa kiến cắn chết luôn á. Rồi mình sẽ bỏ đường vô trước nha các bạn nha. Đó, bỏ vô trong. Rồi, đây rồi, vừa. Rồi, nhiều quá. Vậy? Hình như hơi nhiều rồi. Trời ơi, tôi bỏ nhiều quá mấy bạn ơi. Tí nữa là nó văng tùm lum la là xong luôn á. Rồi Sammy thổi cho nó xuống dưới đi. Đúng rồi, hay quá. Từ thôi nhẹ thôi, đúng rồi, hay quá. Rồi. Bây giờ sao vậy? Rồi bây giờ mình nó bắn vô lên phát là đi luôn nè. Nó không văng mày quá rồi, ok. Bông gòn. Bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau ngồi đợi và mình nghĩ rằng là một thời gian nữa nó sẽ kết tủa các bạn ạ. Trong thời gian ngồi đợi mình ngồi nhảy đi Phong. Nhảy làm gì? À dạ, sao mà tôi thấy nó xoay từ nãy giờ mà nó vẫn chưa ra được một tí nào ha? Chưa, nó phải đợi. Hồi hộp quá. Nó phải đợi nhiệt. Đây, như mấy bạn đang thấy thì cái máy của chúng ta nó sẽ xoay như thế này và cái màu trắng trắng ở bên trong bạn thấy là đường đó bạn. Bọn mình bỏ hơi nhiều. Không biết rằng là nó có thể trở thành được kẹo bông gòn hay không đây. Ủa, nhưng mà đợi nhiệt thôi. Từ nãy giờ vẫn chưa thấy gì nè. Từ nãy giờ đã 15 phút trôi qua rồi mà vẫn chưa thấy có cái gì hết trơn. Ủa gì kỳ vậy ta? Hay là sao ta? Không có miếng nào luôn á. Lâu quá à. Gạo bầu hồn tôi đâu? Từ từ. Ông lừa tôi. Ai lừa bà đâu? Ông ai lừa? Ông gài tôi đúng không? Không có gài gì hết, tôi không gài gì hết trơn á. Tôi đang đợi, tôi cũng đợi giống bà mà. À, tôi thấy hơi nóng rồi nha các bạn nha. Tôi kể cái mũ con heo rồi luôn đi chứ tôi thấy nóng rồi đó. Đó, thấy hơi nóng rồi đó. Ui, tôi thấy hơi nóng rồi, tôi muốn đập cái máy rồi. mấy bạn ơi, mình bắt đầu nhìn thấy có những cái gọi là tia của gọi là bông gòn ở đây nè. Đây, đây là cái lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tự làm cái món kẹo bông gòn để ăn luôn á. Không biết có bạn nào xem video này chắc các bạn cũng thấy thích lắm đúng không? Thấy kiểu gọi là có cái máy ở nhà xong mình làm kẹo bông gòn mình ăn nữa. Đúng rồi Sam. Quấn vô, đúng rồi. Đây, để Phong quay cho các bạn coi. Đây, wow, Sammy đã có thể lấy được những cái tia bông gòn đầu tiên. Ui, coi chừng nha. Ui, thích quá vậy? Thích quá à. Đó, càng lúc nó càng ra nhiều hơn nè bạn. Wow. Bây giờ mình chỉ có cuốn thôi. Sau nửa tiếng chờ đợi thì cuối cùng bây giờ bọn tôi cũng đã thấy được những thành quả đầu tiên. Đó chính là những cái sợi chỉ đầu tiên của kẹo các bạn ạ. Đấy, bây giờ Sammy sẽ quấn nó lại. Ê Sam, hay là ngày hôm nay á Phong với Sam làm nguyên cái kẹo bông gòn gọi là bự thiệt bự luôn đi. Được không? Mình quấn một cái kẹo bự thiệt bự chắc phải tốn tầm 50kg đường á. Sao người ta cuốn đẹp mình cuốn thì ghê quá vậy ta? Không, tại vì nó chưa ra, nó chưa được nhiều quá. Nó được nhiều rồi mình quấn thì nó sẽ được nhiều hơn, hiểu không? Sammy đừng có quấn vậy nè, Sammy phải xoay vậy nè, xoay vậy thôi, chỉ cần xoay vậy thôi nè, thấy không? Rồi Sammy làm đi, tôi thấy là Sammy có vẻ khoái rồi nè, Sammy muốn làm hả chứ. Ok bạn, bây giờ thì bọn mình sẽ cứ xoay như thế này đến khi nào bọn mình lấy được một cục kẹo bông gòn thật là to rồi thì bọn mình sẽ quay tiếp cho bạn xem nha. Đó, nói chung là cái này coi bộ cũng hơi lâu á, tại vì phải chờ đường nó tan ra nè, sau đó là phải chờ cho nó kết tủa từng chút nữa, hơi lâu xíu bạn ạ, nhưng mà chắc là sẽ ra được kẹo thành quả khá là ngon đó. Sau khi quấn một thời gian thì bọn mình mới vừa quấn được có xíu như thế này thôi và nó hết đường rồi các bạn ạ. Cho nên mình nghĩ rằng mình sẽ phải bỏ thêm đường vào. Nè Sammy quấn nó đi. Okay. Quấn hai cây luôn. Ờ, hai cây luôn. Thôi một cây trước cho nó nhiều đã. Okay. Một cây trước cho nó nhiều đã. Còn cây này, trời ơi ăn luôn. Ngon không? Ngon. Ngon hả? Mình tự làm nó ngon chứ. Ây da, bây giờ tự nhiên lại có thêm những người đồng đội mới vào đây để quay cùng với tôi các bạn ạ. Đấy, video nấu ăn ngày hôm nay là sẽ có thêm hội chị em nha các bạn nha. Đấy, thì tôi nghĩ là cái món này hội chị em thích.
À Sim, Sim dơ cái kẹo bông còn cho mấy bạn coi từ nãy giờ. Từ nãy đến giờ bọn mình quấn này rồi. Nửa tiếng đồng hồ nó mới ra được nhiêu đây với bạn. Nửa tiếng đồng hồ mới ra được nhiêu đây nè, trời ơi là trời. Cho chị. Ê không không ấy, bây giờ bọn mình quấn được cái nhỏ nhỏ như thế này nè thì mình ăn trước được mọi người, mình ăn trước cái nhỏ này đi rồi sau đó mình làm thêm cái mới được không? Ok. Ok rồi, bây giờ thì mời hội chị em ăn ăn thử món kẹo bông gòn của chúng ta. Rồi bây giờ xé đi, xé luôn. Nhà làm này, chúng bây giờ nhà làm luôn á. Gì thay vậy? Cái này là kẹo bông gòn nhà làm nhớ bạn nha. Đấy thì đây nó thanh hơn nha. Đấy, đường mía đây là đường mía nên nó thanh nha. Cái này đường mía cho nên mình nghĩ là nó sẽ an toàn hơn á, nó sẽ an toàn hơn. Rồi, để tôi thử miếng coi. Ê, anh cũng thử ngoài quán đó nha. Ngon cái bộ. Cho vào miệng cái rồi nó tan ra nè. Ê nhưng mà em hình như em thấy là cái đường mía ăn thì nó sẽ ngon hơn đường ngoài quán á, đúng không? Này ngon hơn, nó đỡ ngọt hơn. Thứ nhất là nó đỡ ngọt hơn, thứ hai là khi mà ăn ở ngoài quán á thì thường nó sẽ cái hậu vị của nó ngọt nó rất là đậm. Ngoài còn đây là ngọt phát là hết luôn á. Đúng rồi. Ok ok. Ôi. Tìm hết lắm. Thế dạ? Hết cây này đã. Chứ thêm được không? Nè con nè ăn đi. À, ngon, em muốn thử cảm giác chịu không? Ủa? Rồi, cái mui bỏ nguyên kiểu cục đó vô miệng luôn. Cái mui bỏ nguyên kiểu cục vô miệng luôn. Ừ. Nhờ, okay. Rồi, bỏ hết cái miệng luôn mui. Ừ, bỏ hết miệng luôn. Mui ơi, cuốn chữ này xem, cầm cái này chứ em cuốn gì mà. Ôi dạ, cười là vậy thôi đúng không? Đúng rồi. Rồi, bây giờ tới lượt chị mèo Simi sẽ làm nè. Wow. Nhưng mà hơi lâu nha Sim, tại cái này á là phải chờ cho gọi là nó kết tủa ra okay, đúng không? Đầy luôn rồi. Vừa thôi. Mua Mui ơi, mui che mặt Sim rồi Mui ơi. À xin lỗi. Nhưng mà tại Sim lấy của chị. Nào mọi người bây giờ mình làm chung một cây xong mình ăn chung đi mọi người. Ừ thì chị làm chung mà. Trời ơi bây giờ mỗi người đưa vô vậy lấy được có xíu mà. Mấy bạn biết không, mới đầu á là tôi nghĩ á là tôi sẽ có thể làm được một cái kẹo bông gòn rất là to, rất là đẹp, hiểu không? Nhưng mà ai về đâu á quấn nửa tiếng đồng hồ được có xíu à. Xong chị em xuống đây á, chị em ăn hết trơn. Oh my god. Nhiều quá vậy. Ủa rồi được rồi hả? Được rồi hả? Trời ơi chờ từ nãy giờ nó mới ra bạn ơi. Trời ơi. Em nó rớt xuống kìa, Sim quấn nhanh vô, Sim quấn chậm quá. Đúng rồi, nó rớt xuống kìa. Đúng rồi. Đây phải để phải để những người nấu ăn chuyên nghiệp như Camui làm nè. Nó không có bám thì ơi. Ủa tôi quấn cái kiểu gì mà em thấy nó không được. Bám luôn chị. Được tí nào vậy? Sao trời ơi nó bám vậy? Sao nó bám vậy? Lên trên. Ủa là quấn chữ chưa? Lên trên đây nè. Quấn lên trên, quấn lên trên. Mà đợi nè. Trời ơi. Mui. Trời ơi, đừng ơi. Người ta quấn nè, gì nè. Chứ không mà kiểu chọc vô xong quấn như chị. Đó, đó đây nè, thấy không? Vậy nó mới được đó. Hồi giờ quấn lên nó quấn vô chỗ nào. Trời ơi, người ta quấn là người ta phải kéo nó lên như thế này nè. Kéo lên. Cái này đường nó cái cuối. Mày thấy không? Phong quấn là nó ra được nhiều rồi, thấy không? Phong quấn quấn cái kiểu gì á, trời ơi. Tôi nghĩ là cái video này sẽ là video nấu ăn thất bại đầu tiên của Phong Cần. Ủa chứ đó là Phong Cần thành công hả? Đúng rồi, đó giờ nấu thành công của sao nó văng cục đường rồi. Rồi đâu kiến ra kiến nha. Rồi, chúng ta đã được một cái cây. Này là cái cây gì nhẹ chứ cây gì trời. Ủa chứ chụp lấy tôi đâu nó cầm lắm. Mười cầm một xíu. Rồi nè, muốn cầm cái này quấn đi. Tôi phải... quấn bằng cây này nè. Nè quấn thành công. Ý là quấn bằng cây này cho nó được nhiều quá. Quấn lên trên. Quấn nhanh tay lên. Đúng rồi, quấn lên trên. Đúng rồi, quấn vậy đó, đúng rồi. Có thể nó sẽ sai là không ơi. Đúng, mùi quấn. Vậy ta sao quấn ngồi thấy thành cái kẹo gì chứ phải kẹo bông gòn mới ơi, nó không giống như em với Sam làm hồi nãy nha. Rồi như cái chỗ vậy chị Sam moi móc lên. Hết đường mà. Em thấy nó không giống kẹo bông gòn nha, em thấy nó không giống kẹo bông gòn. Giờ đây để mình bỏ thêm đường vô. Mọi người, kẹo bông gòn nó mềm lắm, sao kẹo bông gòn này nó cứng quá vậy mọi người? Sao nó cứng quá vậy? Nó gõ này nó rớt.
Sao cứng quá vậy? Ai, trời ơi, quấn từ nãy đến giờ mà mới được có một cây như thế này thôi nè các bạn. Mình nghĩ rằng là chắc là do cái máy của mình á, nó hơi bị rẻ tiền các bạn. Mình mua cái máy này hình như là có triệu mấy à. À không, có mấy trăm ngàn à, chưa đến triệu nữa thì phải. Cho nên là nó không có làm được xịn các bạn ạ. Xúc xích chiên hay gì đây là xúc xích màu trắng à. Cái này giống cây xúc xích màu trắng á các bạn. Phô bay que hả? Nhưng mà mình nghĩ rằng là thôi cái máy rẻ thì làm được như thế này thôi cũng là ok rồi ha. Bây giờ bọn mình sẽ cố gắng hết sức để làm sao làm được cái cây thật là to, thật là đẹp. Thì lúc đó bọn mình sẽ là thành công. Ok, một cây thôi. Làm một cây cho thành công thôi. Ôi, trời ơi mấy bạn ơi, bọn mình đã cố gắng hết sức rồi. Mấy bạn nhìn thấy sau lưng mình không? Trời tối luôn rồi, Sammy né né cho mấy bạn coi sau lưng nè. Sau lưng trời tối luôn rồi mấy bạn ơi. Vậy mà cái kẹo bông gòn của chúng ta sau mấy tiếng đồng hồ nó chỉ được có nhiêu đây thôi. Khổ quá, tôi thấy trên mạng làm dễ người ta làm cái xong rồi. Tại sao ở trên mạng người ta làm nó dễ lắm mấy bạn ạ. Người ta bỏ đường vô xíu xong ta quay qua quay lại xíu thôi ta được nguyên cái kẹo bông gòn to đùng rồi. Còn bọn mình thì từ nãy giờ mấy tiếng đồng hồ được có nhiêu đây. Tính ra làm tôi với Sam nãy giờ làm được 2 cây nha. Làm được 2 cây mà nó to cỡ này thôi mấy bạn ạ. Thì Camu với lại Simi là bỏ cuộc rồi nha các bạn nha. Người đó bỏ cuộc rồi tại vì lâu quá. Chỉ còn có tôi với Sam ngồi chờ thôi. Thôi chắc là bây giờ chúng ta sẽ dừng lại tại đây nha các bạn nha. Ok. Và đây tôi sẽ cho các bạn xem. Đây chính là thành quả của chúng ta. Một cây kẹo bông gòn như thế này. Ok. Còn trong đây là đường các bạn. Đây mình lấy cho bạn coi nè. Sam cầm chiếc phong coi. Ôi. Nguyên một cái gọi là nguyên một cái cây đường to đùng luôn nè các bạn. Bên trong đây cũng có rất là nhiều đường luôn nha các bạn. Các bạn coi nè. Đây các bạn nhìn nè. Đó nó bốc khói nè. Thấy không? Rất là nhiều đường dư ở bên trong luôn. Mình nghĩ là chắc là do cái máy này nó khá là rẻ tiền á các bạn. Cái máy này mình mua ở trên gọi là Shopee đó. Mình mua trên Shopee. Mình mua có hình như là có 400 mấy. Hình như có 400 mấy chục ngàn à. Cho nên là nó hơi cùi. Nói chung là tôi nghĩ là cái thử thách này của tôi với Sam là thất bại các bạn ạ. Mặc dù là cũng làm được kẹo bông gòn á, nhưng mà chỉ làm được có nhỏ như đây thôi. Thì đối với bạn như thế này là thất bại hay là thành công thì các bạn hãy đừng quên là comment xuống bên dưới tôi biết nha. Chứ đối với tôi thì cái máy 400 ngàn làm được cái kẹo như thế này chắc là tiền nào của nấy các bạn ạ. Bốn trăm ngàn thì sẽ được cái cây nhỏ thế này. Nếu như bây giờ bọn mình mà đầu tư cái máy tầm 4 triệu thì mình nghĩ là chắc sẽ làm được cái kẹo to hơn các bạn. Mình nghĩ là như thế thôi, cho Sam luôn á chứ không nản quá. Rồi Sam ăn đi. Ăn được không? Rồi ăn đi. Mời các bạn ăn nha. Rồi ăn đi, cắn nguyên cái miếng to luôn. Đó, cắn. Đúng rồi, xé ra cho bạn coi. Nói chung là kẹo bông gòn thì vẫn làm thành công được cái kẹo gọi là ăn khá là ngon nha. Bạn có thể xé ra ăn như thế này nè, thật sự là nó ngon hơn ngoài tiệm rất là nhiều. Thật sự là nó ngon hơn ngoài tiệm rất là nhiều luôn các bạn ạ. Nhưng mà lâu quá, thôi được rồi. Coi như là thử thách này bọn mình thất bại rồi các bạn ơi. Ok bạn ạ, vậy là coi như ngày hôm nay mình với Sammy đã cùng nhau làm xong cái món kẹo bông gòn rồi. Thì các bạn thấy cái kẹo bông gòn của mình như thế nào, bạn chấm được mấy điểm thì bạn đừng quên là comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ thì mình nghĩ rằng là video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho mình sẽ kết thúc video tại đây. Và nếu như anh em nào mà muốn mình sẽ tiếp tục làm tiếp cái series nấu những món ăn ở trong game như thế này nữa thì các bạn đừng quên là nhấn nút like cái video này, và cũng đừng quên là comment xuống bên dưới món ăn tiếp theo bạn muốn mình nấu cho mấy bạn coi nha. Ok, còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha. Bye bye, see you again. Hello team.